trong khi đó hôm qua hội nghị thượng đỉnh liên đoàn Ả Rập lần thứ 33 đã chính thức khai mạc tại khu vực Sakhir của Bahrain với chương trình nghị sự tập trung vào tình hình xung đột tại giải Gaza cùng các vấn đề khu vực phát biểu tại phiên khai mạc tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi cáo buộc Israel đang tiếp tục trốn tránh trách nhiệm tiến tới một lệnh ngừng bắn tại Gaza ông chỉ trích Israel tăng cường chiến dịch quân sự tại Rafah đồng thời lợi dụng cửa khẩu Rafah để siết chặt vòng vây tại khu vực này trong khi đó tổng thống Mahmoud Abbas cho biết chính quyền palestine đang trong tình thế vô cùng ngặt nghèo do bị israel chặn các nguồn tài chính ông Abbas cũng kêu gọi các đối tác quốc tế và khu vực cung cấp các khoản hỗ trợ tài chính như đã cam kết cũng tại phiên họp tổng thư ký liên quốc antonio guterres đã cảnh báo về nguy cơ từ cuộc xung đột tại gaza đối với khu vực trung đông và cho rằng đây là cuộc xung đột đẫm máu nhất kể từ khi ông lên nắm giữ cương vị tổng thư ký liều quốc bên cạnh việc thảo luận về tình hình xung đột gaza các nhà lãnh đạo Ả Rập cũng đã thảo luận về nhiều vấn đề nóng khác trong khu vực, trong đó, Quốc vương Jordani Abdullah đã kêu gọi các nước cùng phối hợp giải quyết vấn đề buôn ma túy và vũ khí của các nhóm vũ trang.